Tôi là nghệ sĩ Trang Thanh Xuân, là đi đoàn ban thiếu nhi qua thế hệ trên đài truyền hình. Sau đó là tôi đi đoàn Thái Dương thành được Phượng Liên. Sau đó nữa là tôi đi đoàn Thái Dương, Úc Trà Ôn, Ngọc Bích. Sau đó là tôi về đoàn Hương và Thảo, Phương Bình. Sau đó nữa là tôi về đoàn Việt Nam, Minh Dương. Năm 75 là tôi vẫn còn ở đoàn Minh Dương, Việt Nam. Sau ngày giải phóng thì tôi đi hát với Sông Bé Hai. Và khi thời thanh xuân đã đi qua, thời hoàng kim đã không còn nữa, thì không phải người nghệ sĩ nào cũng may mắn có được một cuộc sống ổn định. Bây giờ em cho nghệ sĩ Thanh Đào cũng đi bán vé số. Tôi thì tiêm thua hai thứ, rối loạn tiền đình, huyết áp cẳng thì thôi quá khớp đang tỉnh mệt. Nhớ lại những cái ngày mà cô ở đoàn cải lương tuồng cổ Minh Tơ, đoàn cải lương tuồng cổ Quỳnh Long, cô đã từng hát chung với lại chú Hai Minh Dương, anh Vũ Linh. Rồi cô Trang Thanh Xuân là một đào đẹp, con coi con ngưỡng mộ mà. Rất là nhiều đóng với chú Minh Dương, Lệ Thủy, Nguyên Già, con là mê lắm, ghiền nặng luôn cải lương. Sao mà đẹp mà hay vậy? Hay đóng cái tuồng cải lương mình xem không có sót cái tuồng nào hết. Thời gian đầu giải nghệ tôi rất nhớ sân khấu. Tôi đi bán vé số đó, mà tôi nghe Vũ Linh hay là anh Minh Dương nó ca đằng kia đó, hát trên đài ca đằng kia, thật sự là tôi rất là đau lòng. Nhưng mà bệnh hoạn rồi, đứng sân khấu không được. Không được, phải chấp nhận. Trên sân khấu có thể là ông hoàng bà chúa, có thể là những cái nhân vật rất là lộng lẫy, nhưng mà khi quay trở về với cuộc sống đời thật thì không phải ai cũng gặp nhiều may mắn, nhất là khi người nghệ sĩ đã qua bên kia triền dốc của cuộc đời. Về phòng cũng nhỏ, bên đó thôi thì cái giường để cho con Thanh Đào, còn tôi ngủ bên đây thì nó cũng ngắn lắm. Đây nằm rồi mình phải đưa dư cái cẳng ra đây, đây là đồ đạc. Phần cũng nhỏ. Không tưởng tượng nổi một người nghệ sĩ mà ở một cái phòng, một cái nơi như vậy. Cái cảm giác của người nghệ sĩ mà sau khi mà giải nghệ rồi mà lại ở trong một cái cuộc sống khó khăn như vậy, anh vừa nhớ sân khấu vừa tuổi thân, mà khi mà càng nhìn lại những cái hình ảnh đẹp ngày xưa của mình á, cái thời vàng son của mình, thì càng cảm thấy chạnh lòng nữa, cho nên em rất là thương. Và chúng ta là những người làm nghệ thuật cũng muốn chia sẻ cùng với nhau để hỗ trợ cho những anh em trong nghề đó. Và qua đó chúng ta cũng muốn lan tỏa những câu chuyện như thế này đến cho tất cả quý vị khán giả, để những ai đã từng là khán giả của những người nghệ sĩ ấy có thể cũng sẽ chia sẻ được một phần nào tấm lòng của mình. Đón xem tập 3 Hát Mãi Ước Mơ mùa 4 được phát sóng vào lúc 19:30 ngày 7 tháng Giêng năm 2022 trên kênh HTV7.